chuyên mục sách nói, chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2. Tác giả Gu Duc Song. Có trách nhiệm với tiền bạc, bước đầu tiên trên con đường tự do tài chính. Mặt trời chói chang hơn làm cho không khí nóng lực dần lên. Hai thầy trò quay vào phòng đọc sách của giáo sư Ma Sư. Thế nào, cậu thấy người làm vườn của tôi là chủ nhân của đồng tiền hay là nô lệ của đồng tiền? Thôi, tôi hỏi thẳng cậu nhé. Cậu thấy mình là chủ nhân của đồng tiền hay là nô lệ của đồng tiền? Cụm từ nô lệ của đồng tiền có vẻ hơi khó nghe, nhưng trước mặt giáo sư Ma Sư, Chư Sốc Chun quyết định gác lòng tự tôn của mình sang một bên, thể hiện đúng bản chất của mình. Anh mong rằng như vậy giáo sư Ma Sư sẽ cho anh một đáp án chính xác và có tính thực thi hơn. Theo lời giáo sư thì bây giờ em đang là nô lệ của đồng tiền. Em luôn bị các khoản nợ bủa vây, nhưng đến khi nào có nhiều tiền, em sẽ trở thành chủ nhân của đồng tiền. Cậu nghĩ thế vẫn chưa đúng lắm. Tiền nhiều hay ít không quyết định cậu làm chủ đồng tiền hay làm nô lệ của đồng tiền, mà phải xem cậu có quyết tâm thoát khỏi sự khống chế của đồng tiền hay không. Sau đó chế ngự được nó, chỉ những người có quyết tâm mới trở thành chủ nhân của đồng tiền. Thưa thầy, làm thế nào để có thể chế ngự đồng tiền ạ? Có phải là biết được tiền đã thất thoát đi đâu, từ đó khống chế nó? Có phải như vậy không ạ? Chế ngự đồng tiền có nghĩa là không được để đồng tiền chiếm vị trí quá cao trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với vấn đề liên quan đến tiền. Càng không có tiền thì vị trí của tiền càng cao hơn và dẫn đến bị đồng tiền làm chủ. Cậu có công nhận là hầu hết mọi người đều đã từng gặp phải vấn đề tài chính không? Thành công hay thất bại trong chi tiêu quyết định bởi cách nhìn nhận và ứng phó với vấn đề tài chính mà mình gặp phải. Nó còn quan trọng hơn việc đó là vấn đề gì. Phải coi vấn đề tài chính đó là vấn đề mình cần phải giải quyết và đối diện với nó một cách tích cực, làm hết trách nhiệm của mình. Như vậy cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn để giải quyết thành công vấn đề tài chính. Khi nắm bắt được cơ hội đó, tức là cậu đang có bước ngoặt trong vấn đề tài chính. Nếu chỉ coi đó là sự sắp đặt của số phận và tìm cách trốn tránh, thì tình hình tài chính của cậu sẽ không bao giờ khá lên được. Giáo sư Ma Su khuyên Chu Sốc Chu muốn độc lập về tài chính thì về nhà phải hành động ngay. Bước đầu tiên, hãy viết ra giấy. Lý do cần có tiền cũng có nghĩa là mong muốn có tiền để làm gì. Hãy viết lý do phải kiếm ra tiền, sau đó cậu sẽ biết chính xác mình phải làm gì, muốn có cái gì, muốn trở thành người như thế nào. Giáo sư Ma Su lấy ra một tờ giấy rồi làm mẫu. 10 năm sau tôi muốn mua cho mình một căn nhà có vườn, không phải đau đầu vì tiền, không có khoản nợ nào. Sau khi nghỉ hưu có thể giúp đỡ người khác, cho con được học tập theo nguyện vọng của chúng, mua được những gì mình thích. Cậu thấy những điều này thế nào? Cậu có muốn chúng trở thành hiện thực không? Cậu có bi quan cho rằng tiền sẽ hủy diệt con người nữa hay không? Nếu cậu viết được ra những lý do của mình, cậu sẽ biết vì sao cậu cần có tiền. Đó sẽ là động lực để cậu phấn đấu và giúp cậu hiểu ra một điều rằng nếu muốn thực hiện những việc đó thì tiền là thứ không thể thiếu. Có như vậy, cậu mới nhìn tiền bạc một cách khách quan hơn. Cậu sẽ có cảm tình với tiền và tràn đầy hy vọng vào tương lai. Chẳng lâu sau, cậu sẽ thấy mình đang tiến gần đến những mục tiêu đó. Đương nhiên, quyền lựa chọn là ở cậu. Khi cậu đưa ra quyết định thì cậu sẽ biết được cậu sẽ thành công hay thất bại. Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ nghe theo lời khuyên của thầy. Bất giác, Chu Sốc Chun nhận ra ở một góc nào đó trong nội tâm của anh vọng ra câu nói: không thể sống thiếu tiền, tiền là một thứ rất tốt đẹp, rất quý giá. Nhưng những việc cần làm đâu chỉ dừng lại ở đó, chỉ dựa vào quyết tâm thì không đảm bảo sẽ có tự do về tài chính. Vậy còn phải làm gì nữa, thưa giáo sư? Thực ra,
Chú Sóc Chun muốn giáo sư nói cho anh biết cách quản lý chi tiêu, bởi lẽ anh thấy điều đó còn thiết thực hơn là chỉ nói về quyết tâm và thái độ. Tôi đã từng nói rồi, nếu muốn có một cuộc sống không phải băn khoăn về tiền nong, điều quan trọng nhất là phải có trách nhiệm với tiền. Trách nhiệm đó xuất phát từ việc xác định rõ mình có bao nhiêu tài sản, kiếm tiền bằng cách nào, tiêu tiền vào việc gì, đầu tư vào đâu. Sau đó lên kế hoạch và thực hiện. Đây chính là bước đầu tiên trên con đường tự do về tài chính. Nhưng thực tế thì xung quanh em rất ít người đưa ra kế hoạch chi tiêu tỉ mỉ, bởi vì những khoản phải chi tiêu đâu có ít. Lập ra kế hoạch cụ thể, em e rằng hơi khó và hơi thừa. Chú Sóc Chun nhớ lại Tết năm nào, anh cũng quyết tâm năm nay nhất định phải làm quyển sổ tiết kiệm cho cả nhà. Nhưng chẳng bao lâu quyết tâm của anh cũng tiêu tan hết. Thật tội nghiệp, rất nhiều người trẻ tuổi luôn sắm sửa cho bản thân rất tinh tươm. Họ biết trong tủ có bao nhiêu bộ quần áo và thiếu bao nhiêu bộ, nhưng lại không biết chi tiêu, không quan tâm mình có bao nhiêu tài sản, sau này sẽ cần bao nhiêu tiền. Nếu cậu coi nhẹ việc quản lý tài sản thì hãy thay đổi suy nghĩ đó ngay đi. Phải nắm chặt tiền trong tay mình, đó là một việc không thể bỏ qua. Chú Sóc Chun gật đầu liên tục. Cũng giống như khi biết quý trọng sức khỏe, chúng ta sẽ phải kiểm tra định kỳ. Khi nhìn nhận vấn đề tiền bạc, chúng ta phải biết hiện tại mình có bao nhiêu tài sản, chẩn đoán và chữa trị những vấn đề tồn đọng trong đó. Thế này nhé, bây giờ cậu hãy liệt kê những tài sản và các khoản nợ cậu có ra tờ giấy này. Sau đó lấy tài sản trừ đi nợ, sẽ ra số tài sản còn lại. Mua nhà không tính toán kỹ, lãng phí tiền bạc, đầu tư không có lãi. Giáo sư Masu đưa giấy bút cho Chu Sóc Chun, thấy anh còn do dự, ông nói thêm. Cậu sao vậy? Cậu có biết phí tư vấn trong một tiếng đồng hồ của tôi là bao nhiêu không? Dạ. Nghe giáo sư Masu nhắc đến tiền, Chu Sóc Chun tròn mắt ngạc nhiên. Làm gì mà hoảng hốt thế? Tôi đùa thôi. Cả đời tôi chỉ dạy một học kỳ, chỉ có mấy học sinh. Cậu thấy tôi giống loại người thích thu tiền của học sinh lắm à? Chu Sóc Chun bắt đầu liệt kê tài sản và các khoản nợ của mình. Giáo sư Masu nhắc anh, khi liệt kê tài sản, có thể căn cứ vào giá cả thị trường để định giá tài sản. Liệt kê thật chi tiết các khoản nợ, có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại giáo sư. Không ngờ việc làm đó cũng tốn không ít thời gian. Sau khi liệt kê tình trạng tài chính của mình, cậu thấy thế nào? Xem tờ giấy của Chu Sóc Chun, giáo sư hỏi anh. Em thấy có nhiều món nợ lớn hơn em tưởng tượng. Em cứ nghĩ là tiền nợ thẻ tín dụng không tính là nợ. Nhưng giáo sư nói là khoản đó cũng phải liệt kê vào, nên em vô cùng kinh ngạc về con số này. Chu Sóc Chun thở dài sau khi xem xong các khoản nợ của mình. Cậu luôn thấy thiếu tiền phải không? Bây giờ cậu đã hiểu lý do phải liệt kê các khoản nợ rồi phải không? Lãi suất mỗi năm của khoản nợ 240 triệu won là 7%, tức là 16,8 triệu won. Mỗi tháng là 1,4 triệu won. Đây là con số không hề nhỏ. Chỉ riêng lãi suất đã lên đến 1,4 triệu won. Nếu muốn trả gốc thì số tiền phải trả mỗi tháng sẽ lớn hơn rất nhiều. Trước đây, Chu Sóc Chun luôn thắc mắc tại sao tiền lương vừa chuyển vào tài khoản đã hết sạch. Bây giờ nghe giáo sư giải thích như vậy, anh mới ngộ ra. Bây giờ xem danh sách tài sản của cậu nhé. Ngôi nhà là tài sản lớn nhất. Bây giờ cậu đang sống trong ngôi nhà đó phải không? Vâng, 2 năm trước giá nhà đất lên cao, em đã mua căn nhà đó. Nhưng sau đó giá nhà lại không cao như em dự đoán. Trong khi đó nợ ngân hàng thì ngày một tăng dần. Giáo sư Masu lấy bút đỏ ra, đánh dấu vào dòng nhà 310 triệu won. Từ giờ trở đi, cậu hãy nghe kỹ lời tôi nói. Tốt nhất là cậu nên xóa bỏ tài sản nhà ở cá nhân khỏi danh sách. Ngôi nhà không thể coi là tài sản có thể đầu tư được. Đương nhiên, giá nhà đất cũng có thể tăng cao. Cậu có thể thu lợi từ chênh lệch giá nhà.
nhưng ngôi nhà bản thân mình đang ở không thể mang ra để đầu tư được. Đó là một suy nghĩ mạo hiểm, bởi vì nếu cậu muốn thực hiện ước mơ của mình dựa vào tiền bán nhà thì rất khó để đầu tư vào những phương diện khác. Nhưng rất nhiều chuyên gia cho rằng đầu tư vào bất động sản là lựa chọn hàng đầu để kiếm tiền, không phải như vậy sao? Chú Sóc Chun cho rằng lần này anh đã nói đúng, nên giọng điệu phản bác rất tự tin. Tôi không nói mua nhà là sai, mà tôi muốn khuyên cậu không nên liệt kê căn nhà mình đang ở vào danh sách tài sản. Tôi không bảo em bán căn nhà đi, bởi vì đó là chỗ ở của cả gia đình. Có một căn nhà tương xứng với khả năng tài chính của mình là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng cậu không thể coi đó là công cụ kiếm tiền và mong nó sẽ mang đến nhiều tiền hơn cho cậu. Hơn nữa, cậu cần biết rằng căn nhà cậu vẫn đang sinh nợ mỗi ngày. Giáo sư Masu cho rằng được ở trong ngôi nhà của mình thì cả nhà sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, tâm lý sẽ ổn định. Nhưng nếu số tiền mua nhà vượt quá khả năng kinh tế thì cái giá phải trả là lãi suất ngân hàng cao ngất, tiền thuế và chi phí bảo dưỡng. Nhìn bề ngoài có vẻ như mua nhà là một cách đầu tư, nhưng phân tích kỹ thì dự án đầu tư đó rất xa xỉ. Thực ra trong cuộc sống, cậu có nhận thấy một điều rằng sau khi mua được nhà, người ta thường không còn tiền rảnh rỗi, không thể đầu tư vào các lĩnh vực khác được. Có rất nhiều người mua nhà trả góp thường tính cả tiền lương của mình vào đó. Như vậy sẽ không còn tiền để đầu tư. Nếu không gặp may thì sẽ phải nay lưng ra trả tiền nhà. Ngày nào cũng làm việc vất vả chỉ để trả nợ tiền nhà. Cuộc sống như vậy thật không thoải mái chút nào. Nhưng có căn nhà của riêng mình là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời em. Chú Sóc Chun không đồng ý với lời phân tích của giáo sư Masu và tiếp tục đưa ra quan điểm của mình. Cậu thật là, nói sao với cậu bây giờ? Tôi nhắc lại, cậu đừng nhầm lẫn, tôi không bảo cậu là đừng mua nhà, cũng không nói giá nhà sẽ xuống. Có mua nhà hay không, mua nhà rộng bao nhiêu, đó hoàn toàn là lựa chọn của cậu. Nhưng cậu phải nhớ một điều rằng, cậu muốn cải thiện tình hình tài chính của mình. Khi tính toán tài sản của mình, cậu không nên đưa căn nhà vào danh sách. Vì tôi đã thấy nhiều người mua nhà với mục đích đầu tư, kết cục lại là trói mình vào đó. Vâng, em hiểu rồi ạ. Thực ra tiền mua nhà vẫn còn nợ đến hơn 70%, nên cũng không thể coi đó là căn nhà của mình. Chú Sóc Chun đành phải đồng ý với quan điểm của giáo sư Masu. Giáo sư Masu chau mày, ông gạch bỏ mục ô tô khỏi danh sách. Ngay cả căn nhà tôi còn khuyên cậu nên bán đi nữa là thứ xa xỉ như ô tô. Nó đúng là một thứ hàng hóa xa xỉ, có thể làm cho cậu thấy hạnh phúc. Nhưng có nhà và xe trong lúc này đồng nghĩa với việc là có hai món nợ lớn. Còn phải chú ý một điều nữa, nhà và xe có thể bán đi nhưng chưa chắc đã đủ trả nợ, bởi vì còn những khoản nợ khác cần phải thanh toán. Nguồn gốc của nợ nần và âu lo. Giáo sư Masu dừng lại một chút, xem kỹ lưỡng các khoản nợ của Chu Sóc Chun. Có nhiều khoản nợ quá. Theo kinh nghiệm của tôi, những ưu lo muộn phiền của phần lớn chúng ta là do các khoản nợ gây ra. Khi vay nợ còn phải trả tiền lãi, lãi mẹ đẻ lãi con. Vậy nên người ta cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng nợ nần. Chính vì thứ gì cũng muốn có nên ngày càng nợ nhiều hơn. Nhưng em đã từng xem một bài báo nói rằng nợ là một cách kiếm tiền rất tốt. Người ta gọi đó là hiệu ứng cán cân, phải không ạ? Ý của chú Sóc Chun là tuy anh thừa nhận mặt tiêu cực của các món nợ, nhưng nếu vận dụng nó một cách linh hoạt cũng có thể có hiệu quả. Chắc chắn sai. Đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đây là kết luận mà tôi đã dành phần lớn thời gian trong cuộc đời mình để quan sát. Vận dụng hiệu ứng cán cân và các khoản nợ thực sự có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có thể gây ra tổn thất tương đương. Cho nên không thể xem đầu tư bằng các khoản nợ là một cách đầu tư đúng đắn. Có thể trong một khoảng thời gian ngắn, nó mang lại lợi nhuận cho cậu, nhưng về lâu về dài, vẫn chỉ là thua lỗ. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cải thiện tình hình tài chính của cậu theo tiêu chuẩn của tôi. Không tính nhà và xe,
cộng thêm tiền nghỉ hưu, tổng tài sản của cậu chỉ có 80 triệu won, trong khi các khoản nợ là 163 triệu won. Đây là một con số đáng sợ. Chu Suk Chun lấy hai tay ôm chặt đầu, anh cũng không thể tin được điều đó. Tôi làm như vậy là vì muốn cậu đối mặt với hiện thực và chuẩn bị tốt cho tương lai. Cậu nghĩ thế nào? Cậu đã bao giờ nghĩ rằng tình hình tài chính của mình nghiêm trọng như vậy chưa? Thật sự là nghiêm trọng hơn em tưởng tượng. Thời gian gần đây, em luôn phải suy nghĩ đến tiền. Xem ra trước đây em vẫn chưa nhận thức được nguồn gốc của vấn đề. Nói đến đây, Chu Suk Chun thấy lòng nặng trĩu. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Như tôi đã nói, đây mới là bước đầu tiên. Đừng sầu não quá, ít ra thì như thế này vẫn tốt hơn là không biết gì cho đến khi mọi chuyện tồi tệ hơn trước. Tuy trước mắt chưa tìm ra được cách giải quyết khoản nợ khổng lồ này, nhưng cậu đã nhận thức được tình hình tài chính của mình. Chắc cậu hiểu rõ ý nghĩa của việc này đối với bản thân cậu. Giáo sư Masu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Thời gian trôi nhanh quá, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với cậu, nhưng chiều nay tôi bận chút việc. Chẳng mấy khi cậu đến nhà mà tôi không mời cậu được bữa cơm. Ngại quá. Không sao đâu ạ, hôm nay em học được rất nhiều điều từ giáo sư, như thế cũng đủ rồi, lại còn được tư vấn miễn phí nữa. Thế thì tôi yên tâm rồi, lần sau chúng ta gặp nhau ở văn phòng nhé, để tôi sắp xếp lại lịch làm việc, rảnh rỗi chúng ta lại uống trà và trò chuyện. Trên đường về, Chu Suk Chun nửa lo sợ về khoản nợ khổng lồ vừa được giáo sư Masu chỉ ra, nửa quyết tâm từ nay sẽ nắm chắc cuộc sống của mình, tự tin đối diện với cuộc đời. Tuy trước mắt vẫn chưa có cách giải quyết, nhưng anh tin rằng mình đang bước những bước đầu tiên trên con đường tới hy vọng.